ơi, nó trái không chín con chim luôn vậy trời. Ăn ơi, không ăn nữa chó ăn à. Chào các bạn, hôm nay là tiếp tục cái ngày thứ 5 trong cái series mà Ngọc không đi chợ, ở nhà săn bắt hái lượm có gì ăn đó. Thì Ngọc đã bắt được một mớ ếch ờn, Ngọc đem ra vườn dừa, Ngọc nhóm lửa lên để nướng muối ớt nha mấy bạn. Cái này là con ếch ờn hả con Quỳnh Quang? Ai biết con ếch ờn, con Quỳnh Quang nó cũng giống nhau mà. Ở đây là kêu con Quỳnh Quang đó. Không biết đâu. Cũng có người kêu là con ảnh ương. Biết nó là con gì? Ngọc thấy nó giống con ớt á, tại vì cái da nó láng lịnh rồi nó cũng có bông bông nè mấy bạn. Đó, Ngọc sẵn, Ngọc làm sạch, Ngọc sở sâu, Ngọc ớt rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần lên lửa mình nướng nó thôi. Cái này á, là Ngọc làm sẵn rồi nè mấy bạn, làm sạch rồi, Ngọc ớp muối ớt. Trong cái đây á, là tỏi, ớt, nước mắm, nước tương, đường, nói chung là đầy đủ hết á. Bỏ vô đây, cho thêm một xíu ngũ vị hương nữa cho nó thơm. Uống vừa không? Chưa, một xíu đi, nhắm lửa. Uống không? Uống. Chi? Chặt cho uống. Ủa vậy hả? Chắc này nắng dữ lắm đây. Đọc này mọi người biết. Bắt cá cho ăn. Thấy cá lô kiến nãy không? Thấy. Đút đầu mà giữ cái lỗ đó. Nó mới đút đầu vô sao đưa đầu con vô dừa. Kẹt nó dưới rồi nó đâm banh cái mặt rồi làm sao? Dừa này uống mới ngon, nó non non nè. Giờ làm sao mà tiêu diệt hết cái bộ cá này ta, nó phá bờ quá. Ông lội xuống ông bác. Nó ông... còn trứng nó còn đẻ nữa. Ông khùng quá ông ơi, bây giờ á, cái cách mà đơn giản nhất mà để bắt được cá đúng không? Chỉ cho. Rồi sẵn đây Ngọc chỉ với mấy bạn luôn. Ngọc sẽ bật mí cái bí mật mà bấy lâu nay Ngọc giữ nè. Đó chính là mình sẽ kêu một cái gọi là cái máy bơm nước mà cái gì mà của người ta làm hồ á chú ba, bơm thủy lực đúng không? Cái máy bơm thủy lực. Gì ông thủy lực? Thủy lực thì ở dưới nước gọi là thủy lực. Thủy lực cái đó là máy bơm quả tiễn. Ủa lộn, thì ai biết, cái nói chung là cái máy bơm đi, nói chung là lấy cái máy bơm nước á, thải hết xuống mấy cái mương này nè, bơm hết lên, cạn lên, rồi lúc đó lội xuống bắt, rồi phơi nắng những cái ao này chừng 8 tháng là không có con cá nào sống nổi, trứng nó cũng chết luôn nữa. Chính xác. Cái máy bơm đi, lửa than mới được, còn mà lửa cháy như vậy là không có được. Cho nên là Ngọc sẽ để đến đây cho nó tàn than luôn. Kiếm ông gùi mà không thấy. Không có đâu kiếm. Sao không? Trời mưa rồi. Trời ơi, nó cháy không chín con chim luôn vậy trời. Lúc mà mình chờ than nó tàn đó mấy bạn. Bây giờ thì Ngọc đi ra ngoài vườn, đi dạo, đi kiếm ớt hiểm với rau mình ăn kèm vô cho nó ngon. Đi có rau má nè. Đâu? Rau má vườn nè. 1 cộng 2 cộng 3 4 5 6 cộng 8 cộng. Có hai vợ chồng cộng rau không cũng thấy được nữa. Kệ. Mình rung đi cho nó rụng mà mình lụm. Rung gì? Rung đu đủ. Nó, thấy đu đủ chín kìa. Rung đi. Rung đâu được đâu. Rung đại đi cho nó rụng không? Cái cây nó bự hơn con. Hay, hãy nhìn con đây, dùng vỏ công phu đây. Hi. 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 Bể mẹ cái mông mà cũng có rụng nhúc nhích gì cái cây đâu mà rụng. Trời tái đã lợn luôn kìa, đá quá kìa. Mà có nhúc nhích được đâu. Mạnh lên. Nữa. Không có xi nhê ông trời. Nó bỏ qua đi. Hồ quá trời rau luôn nè. Mưa xuống các bạn thấy cái rau này không? Nó xanh lè luôn. Cái lá nó quá trời bự luôn nè. Trời ơi, rung chi mất công nó nằm sẵn lên kìa. Mà có chín đâu. Cái rau này là rau cứt quạ nè mấy bạn. Ăn nên thuốc lắm, ăn mát lắm á. Rau mà nghe từ cứt rồi thấy không muốn ăn rồi đó. Ai biết đâu tên, cái tên nó vậy thì kêu vậy. Để thôi. Đổi tên nó kêu là xịt quả đi. Xịt quả. Ra mà dùng từ cứt. Ai vườn ông nhiều cây quá ha, toàn là cây cứt không à. Rồi ớt hiểm mà không có tái rồi ăn gì. Mày chim nó ăn hết rồi kìa, mấy tái xanh kìa. Con không thấy tái xanh luôn á. Đó, người ta luôn á. Tại tái bị lớn vậy hả? Tái còn bị khuyết tật nữa. Cái mít mắc cười quá, nhìn như cái hồ lô vậy á, hâm nó coi nó chín chưa. Ôi. Con gì tên nè. Ê,
chín rồi chú ba. Thơm vậy? Luôn, cầm. Còn cái gì vậy? Cái gì quẩn vậy? Ôi ôi, cá bên đó hình như ao cá nuôi không ơi. Ý trời, con mày bẹp nó ba ngang giống như là cái máy bay á. Thôi thơm, bát ngát luôn mấy bạn, tới mít như tá hồ lô vậy đó. Có lú rồi qua, dỡ đi. Có tái không? Ủa bạn có cá không? Có bé nào không? Không. Cái ở tầm đây có thằng bạn nhìn sao có hái được không? Cây này đúng có anh tái luôn á chú. Thơm không? Thơm. Ôm đi, ăn trẻ ăn. Rồi bây giờ để đây đi rồi chút quay lại ôm nó chứ giờ. Đi vườn rồi ôm nó rồi làm sao hái rau. Trời, cái này mình hái về mình bỏ tủ lạnh mình để dành mình ăn. Mỗi lần mình ăn mình khỏi mất công đi kiếm. Chắc kịp. Ăn từ từ thôi. Ăn gì mà ăn quá vậy không biết nữa. Quá trường trái luôn. Mình hái rồi mình cất lại. Mình phải hái thì nó mới ra chứ mình không hái nữa là mai mốt nó không có ra tái đâu. Đó. Giống như tiền mà để trong túi á là để hoài còn hoài đúng không? Mình phải xài, mình xài rồi nó mới xoay vòng vòng rồi nó mới đẻ ra tiền. Người ta mới nói là tiền đẻ ra tiền. Rồi tiền đâu ở dưới túi? Người ta chỉ hay nói cái câu mà tiền đẻ ra tiền, còn cái khúc mà làm gì để mà có tiền thì người ta không có nói, lấy gì mà biết. Trước khi vợ bắt giùm con kiến đi chú ba. Đâu? Đâu đây nè. Nó đang bò đó đó. Rồi. Cái này đặt cái loại mà hai hôm á, trời mưa xuống thì lươn nó mới chạy. Còn đặt kiểu này là phải có mồi. Này mình chưa có mồi, mình để đỡ rồi có không? Wow, trời ơi, con lươn bự quá. Đâu? Đó. Đọt gì mà suy dinh dưỡng dữ tời. Có nhiều ăn nhiều. Đồ nướng ăn như đọt cóc là ngon nhất. Cóc non luôn. Hái mấy cái bông nè, hái luôn. Ngon bá cháy quần chát chó luôn. Rồi, đủ rồi. Cá ăn ít thôi. Nó bị sâu gì ăn mà quéo đầu tên ta. Tá mít nhìn mắc cười ghê, nhìn y như tá hồ lô vậy mấy bạn. Nè, có hai khúc nè, khúc tần. Có cái eo nữa. Tại vì mà thơm, mới để lên mà thơm bát ngát luôn vậy đó. Thơm là nhờ có dị hương. Đúng rồi. Đồ nướng mà mình bỏ miếng dị hương vô. Bậy, nó lộn, để lại. Đồ nướng á mà mình bỏ một xíu ngũ vị hương vô, trộn nó dậy cái mùi lên ha. Mình nướng ở đây mà cái làng kế bên người ta nghe luôn á. Nhất là sườn dê đồ á. Cái này là mình phải tỏ liền liền chứ không tỏ là nó bị giấy á. Nín á. Nín nó không chín á. Chừng nó ruột. Cái tên mà ếch òn chắc là do cái tiếng kêu của nó quá. Thì đó, ếch òn với quỳnh quang thì nó cũng giống giống. Nó nhỏ vậy thôi chứ mấy bạn biết hả? Trời đất ơi, đụng vô cái nó phình lên vậy nè, nó bự vậy nè, bóp đã lắm. Mình càng bóp nó càng phình, mà bóp hoài nó không bể luôn á. Nó phình đang nó kêu á. Nó nhỏ xíu con mà cái tiếng nó lớn hết hồn luôn. Bởi người ta nói con ếch chết nhờ cái lỗ miệng. Bỏ vậy cái miệng nè. Nín đi đừng có la, là đâu có chết. Tính ra là bữa nào nó kêu luôn á. Này mới ban đầu á mấy bạn, là mấy bạn thấy Ngọc sở sau đẹp không? Đó. Mà do trong cái quá trình mà Ngọc nướng á, Ngọc tới lui á, thấy sức càng gãy gọng hết trơn tội. Ủa cái con này với cái con mà vũ nữ chân dài á có chung họ không chú ba? Cũng họ. À, là con khác đúng không? Không phải con này đúng không? Chắc con nghĩ mình tuôn sâu ra đi chú ơi. Tuôn sâu ra cho nó nằm xuống vậy nè nó mới ngon. Cái đống gà nó gì mà ngồi lên nó gì vậy? Có đâu à. Nãy thấy nó bóng lưỡng rồi, giờ sao nó nhào hết trơn à? Bậy à, hồi nãy là thấy nó nhào, giờ thấy nó bóng lưỡng thì con lớp lên thì mới đúng. Thơm mùi chuối chín quá ta. Đâu ạ? À? Quá địch á. Thôi thơm đã rồi ta. Con mới địch á. Ông trẻ cái kiểu quần què gì vậy rồi sao ăn? Sao đất không vậy? Con dao đó. Dụng xuống đây rửa đi rồi Linh lên ăn. Có gì đâu. Trẻ mít là người ta phải thì mị nết na, dịu dàng. Có đâu mà thái đùng đùng đùng. Ngọt quá ta.
Ờ, nó ngọt. Lạnh lùng xuống gió luôn hả? Hải hồng xuống gió luôn. Giòn nữa. Cho miếng ơi. Khuôn mặt của thanh niên đáng thương, cho miếng ơi. Trời ơi, đội ơn chú ba, cho miếng đúng luôn mấy bạn. Mời mấy bạn ăn mít với Ngọc nha. Mít này mít vườn chín cây á mấy bạn. Nó con ăn à. Ừ. Da nó giòn gọm gọm. Mít này ngon quá. Rồi mà ngon, người trẻ ăn mình vậy luôn. Ăn muối rồi thôi chứ. Rồi vậy thôi, hiểu rồi. Rồi đi nước chấm rồi đi. Đâu cần. Con đâu có định rủ ông ăn đâu lấy ra. Ăn mình mày vui không? Vui, mời mấy bạn ăn cùng con mẹ, đâu ăn mình đâu. Chỉ có ông chơi mình. Cái gì vậy? Cái chén nước đựng nước chấm của người ta mà ông leo lên ông đè cho nó xẹp lép vậy nè, rồi ông hỏi cái gì vậy? Vừa lòng ông á. Cái đó là không phải cái hình dạng của tao rồi đó. Hình gì? Cái mông đít nhồi nó sẽ ông quỳ gói lên nó chứ ai nói ông ngồi cái đít nào mà ông ngồi lên vậy. Đít con cũng bự lắm chứ đâu nhỏ như vậy đâu. Lẹ đi. Từ từ. Khác thôi rồi kìa. Người ta nói từ từ cái gì cũng vậy, phải từ từ, phải mì nó mới ngon. Từ từ khoai nó mới nhừ. Nó lộn. Ngọc mời mấy bạn ăn ớt ần nướng cùng Ngọc với chú ba nha. Giờ được ăn phải không? Được. Hãy cho con nè. Rồi đi chỗ khác hả? Gì? Hãy cầm con đi ra quốc vườn ngồi chơi phải không? Đúng rồi. Cũng được. Rồi đó, ra quốc vườn ngồi chơi đi. Con này xấu nhất luôn á. Trời ơi, ông ăn cái gì mà ở nhà gọm gọm vậy? Mời mấy bạn nha. Cái này á, cái xương nó mèo mèo à. Ngay luôn bên con mà. Ừ. Xé ra mời mấy bạn nè, cho mấy bạn thấy được cái thịt bên trong. Ngon gì ta? Thịt nó ngon lắm mấy bạn. Nó tánh bươi à. Cho nè. Cái gì? Cho nè. Giờ đây là con gửi rồi đó. Ngồi đó điếm thì là hơi nghỉ tan luôn á. Nè. Mời mấy bạn nha, quét lên, chấm vô. Ôi, chấm lên nè mấy bạn. Đó. Một tay mình cầm mồi, một tay mình cầm rau. Con bự ăn lắm ngon, con bự xương nó hơi cứng. Con nhỏ mình ăn luôn con luôn, để miệng luôn. Cả nước. Bắt thì phái bắt con bự mà ăn, thích ăn con nhỏ hả? Ừ. Đồ nướng ăn chung với cái rau muống mà Ngọc làm á. Xuất sắc. Thịt nó không giống thịt ớt hả ta? Giống thịt gì? Hả? Nó hơi mà. Tính ra món này là heo nè. Cay quá. Tốn miếng ớt cay quá cay luôn mấy bạn. Ôi, nóng. Nè cho chú ba nè. Để ngồi nói này nói nọ. Mấy con nhỏ nhỏ này mình chơi vô luôn, một lần mập luôn. Đã lắm đó. Tươi ghê là nghe giòn gọn rồi. Nóng á. Có một lớp mỡ dưới lưng. Nói chung là thịt nó không có nhiều mà như con ếch. Ếch nó nhờ hai cái đùi. Còn này nó không có cái đùi giống như ếch. Nó ăn miếng da. Nó nhờ cái lớp da với cái lớp thịt mỡ sau lớp da nó. Cái da lưng của nó mình nướng chú ý nó dễ bị khét. Ừ. Tại nó đen hùi á. Tại nó mỏng nó đen nữa. Mình nướng là chú ý nướng tập trung phần bụng thôi. Phần bụng nó thịt mỡ nhiều.
cái con này á, bản thân của nó rất là nhiều nhớt. Mình mần á cũng đơn giản lắm. Hôm bữa là Ngọc lấy bột mì tinh á, Ngọc bỏ lên, Ngọc vuốt nó, vuốt nó sạch nhớt, thế là mình mần. Nó không có tanh, không có hôi. Còn mấy con đó lấy ra đi, để hồi nó khô nó nhiều hiệu á. Nướng quá ăn cũng không ngon, nó hết thịt. Nướng ngon hả? Chặt vừa uống coi. Này đứa xị nữa mới ngon. Chiều không chở khách đi, giết mày rồi. Thì ông để khách tự đi chở làm gì? Ai làm gì? Chở khách kiếm về xị thì chiều tôi dẫn mày đi ăn. Ăn gì? Nè, ví dụ mà có tâm thiếu, mà mấy bạn uống nước dừa nha. Ông mới chở khách đi rồi không có nhậu, cho nên giờ Ngọc uống nước dừa. À, quá đã chú bà. Tính ra đang ăn luôn á. Rồi sao? Let's go. Đang ăn trúng miếng ớt cay á, rồi cái được chặt cho trái dừa á, ngon. À, văng hoài vậy? Dừa mà văng tức là dừa nó ngon, có ga, nó ngọt. Ngọt. Ăn ơi, không ăn nữa chó ăn à. Ủa mày mời tao ha, mày chửi tao vậy? Tối nay bắt nữa không? Đâu phải tối là đi được đâu, phải có mưa. Tối nay bắt ếch khác ở công viên á. Ếch gì ở công viên không già? Ếch này nó ở công viên không à? Ếch này chứ cắt gỡ 5-80 kg à. Ếch này nó không biết ăn mồi. Với nó ăn cái gì? Mà đặc biệt là trời mà mát mát á, không có mưa nha. Ừ. Nó mới ra. À vậy hả? Mưa nó tốt mất tiêu. Thôi vậy ông đi mình đi, con đi. Mưa nó tốt mình nghỉ á. Thôi con đi rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem clip của Ngọc nha, bye bye. Quên, con này ăn ngon lắm mấy bạn. Bạn nào chưa ăn, ăn thử đi. Có nhiều người á là người ta biết nó là ăn được, còn có nhiều người người ta chưa có ăn hoặc là người ta không dám ăn. Nhưng mà Ngọc á là xác minh được là ăn nó rất là ngon nha mấy bạn, thử đi. Ngọc cũng rén nữa đó, thấy nó cũng ghê ghê nhưng mà ăn ngon lắm, thịt ngọt nha. Nữa rửa tao thấy mắt ngay quá dài dài ngon, nó có cái miếng bụng nó nè. Wow. Biết nãy giờ có bắt mi không trời. Rồi trái mít này dục hay ăn ginh vô không biết. Ăn với dục gì trời, mít ngon mà dục. Rồi cái này dục hả?